Xin Hân Hoan chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân Luxury xin hân hạnh giới thiệu lại đến tất cả các bác chiếc điện thoại Vertu Signature M điểm vàng 18K, nguyên zin 100%. Đây là chiếc điện thoại siêu hiếm và hôm nay nó đã có mặt tại Kỳ Lân Luxury. Vertu Signature M là nằm trong phân khúc của Vertu Signature. Đây là chiếc điện thoại mà nó được thiết kế hoàn toàn bằng tay do một cái đội ngũ thợ thủ công rất là lành nghề đã chế tạo nên. Chiếc điện thoại này nó được thiết kế với những cái góc rất là bo tròn, nhìn nó rất là mạnh mẽ và chắc chắn, và được thiết kế rất là nhỏ gọn, cầm vào rất là đầm tay và chắc tay, nhìn cực kỳ sang trọng. Xung quanh thân máy nó được bọc bằng da bê, đây là một cái loại da rất là quý. Mặt trước và mặt sau của chiếc điện thoại được thiết kế là đá sapphire, một cái loại đá chống chày xước rất là tốt. Mà màn hình được thiết kế là đá sapphire nguyên chất. Đây là một cái vật liệu cứng đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau kim cương, rất là quý và hiếm. Và em sẽ mở cho các bác cùng xem bên trong của chiếc điện thoại Vertu. Các bác có thể thấy là đây là những thiết kế chi tiết rất là sang trọng, nhìn nó rất là đẳng cấp. Khung máy được thiết kế rất là liền lạc và sang trọng. Và em sẽ khởi động chiếc điện thoại Vertu này cho các bác cùng xem. Sao thăng 0000 thăng. Vâng, đây là Vertu Signature. Sao thăng 06. Vâng, và đây là email của chiếc điện thoại. Vâng, các bác nào mà quan tâm đến chiếc điện thoại Vertu Signature M điểm vàng 18K siêu hiếm này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 02836113113. Và em xin khẳng định với tất cả các bác một lần nữa, Kỳ Lân Luxury không bán hàng dựng, chỉ chuyên bán hàng sưu tầm. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.